ai viết thư chưa má? Má, từ nãy giờ con đã thư không hiểu gì. Má, dỗ mấy con Thành lại. Dỗ mấy con Thành lại vậy má? Là chồng của má đó con. Kim Anh, Kim Anh ơi, dĩ dàng mơn man.
lại bao hiệu buổi chia tay của đêm hát sau cùng. Sân khấu về khuya quang vắng lạnh lùng, ôi những khán giả mà tôi hằng quý mến, cho tôi chân tình xin gửi lại vào đây. Mượn nhịp cầu nghệ thuật chúng ta được làm quen, hơn bao nhiêu năm nghe nặng ơn dày, để bây giờ cách mặt chia tay, xin gửi lại cho ai chúng tình nghệ sĩ. Hỏi em cũng ngập ngừng chưa biết trả lời sao. Trái đất tròn xe có lúc gặp nhau, đêm giả biệt tất cả ai cho em đi vào tâm khảm. Trên mỗi bước đường xa hí diện tiếng nhạc như còn nguyện. Đường khuya đơn bóng một mình em, bờ giờ lê bước chân đi từng bước chân âm thầm, đèn khuya hiu hắt gợi sầu mênh mang. Cái kiếp con tầm còn dâu sắc nắng nở, em quên làm sao tiếng nhạc cũng đàn. Rồi một ngày mai tôi sẽ trở lại đây, nhưng đêm ý diện đã vắng rồi khán giả ngồi vắng lặng sau hậu trường, quạnh que thăm giọt